Hello cả nhà, một ngày mới. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Mình bỏ ngân đặt bảy cũng 4-5 tháng rồi cả nhà. Cuốn bảy hồi về tháng 11 tới giờ nha. Mình không có đặt. Bây giờ mình mới xuống bảy rồi, luồng bảy bữa nay nó 4 đêm. Xuống 20 cái thử coi gắn nó có chạy không nha cả nhà. Mình đi vô tới chỗ rồi. Nè, đồ nghề của mình nha. Đó. Một cái lọt, một cái bảy chưa phụ nha. Chưa có gì hết trơn, chưa bỏ lúa bỏ chuột gì vô trơn trong lòng. Đó, nhiều lúa đó, mình thăm 20 cái rồi. Rồi mình thăm coi có dính, mình quay cho cả nhà xem cả nhà, là cái bẫy đầu tiên luôn. Nghỉ thời gian lâu quá, cả nhà nhớ cái xem và ủng hộ cho mình nha. Mình có động lực nữa, mình làm video khác cho cả nhà xem cả nhà. Đây, con cái bẫy đi, ở đây đây. Bẫy đầu tiên. Khai mạc cái đầu tiên coi. Có không? Có tiền rồi, không? Rồi nhà tè má ơi. Trời ơi. Ô hái lô em chuột. Còn sống nhăn ngay rồi. Rồi để mình nó mấy mình phát lương cho em đó nha. Cái đầu tiên không dính rồi. Đây cái bẫy thứ hai của mình đây ngay nè. Dạ, vô cái này. Nhắn ra. Trời ơi. Đây cái này nắng mini đây, có dính cũng được rồi. Cái thứ hai rồi nói con chuột luôn mà lấy ra không được nè, thấy không? À, ngon ngon quá, ngon cả nhà ơi. Rồi để mình nói mấy ngày mình đặt lại cái bể phụ nha. Thôi vậy tiếp theo mình đây nha cả nhà, phải chỗ này không nữa, mình nói đại không biết, mình mới đặt mình không nhớ nữa, phải chỗ này không nữa. Nào ta. Cái này không? Đây như này. Ai. Rồi, bên chuột nó ra đi rồi. Nó còn hả? U, hên quá. Còn cái này, em chuột nó còn sống nha. Đó, nó còn sống nè. Rồi, để mình nó bấy nghe nè. Mình lên cái này nghe cái nè. Dạ, có phần cả nhà, có phần cả nhà, cái nhà, ôi, con đựng quá, nè, tới công chuyện rồi anh em ơi, cũng được đi, nè, cái nhà thấy không, đó, nó gì phần rồi nè, đó, cái nhà thấy không, quá đã, cái nhà ơi, mà nó bự quá, hình nhì quá, nhì anh em ơi. Sao mà mắt ra mình mở mờ quá cả nhà. Nhà không cảm nha. Quá đã. À, để mình ốp máy mình đi thăm tiếp nha cả nhà. Chút xíu mình bắt luôn cả nhà ơi. Đi đi kiếm cho là chống chống mình bắt luôn. Bỏ bị phụ vui. Chú quậy mày. Em đặt sắt nhà cả nhà. Con cái nè. Chú quậy mày. Thịt mày bây giờ à. Nó chờ gì mình không ăn thịt nha cả nhà. Mình không ăn thịt đó nha. Đèn cái, ui, dạ, ôi dù, có phần nữa anh em ơi, có phần nữa rồi, ây da, ngon dữ gì ta, đây nè, đây nè, phần cho cái tay mình luôn nè, đó, thấy không, đó, một phần nhỏ đây, một phần nhỏ quá, hành hai ngựa đây, cũng trồng trồng cái nè, ngon quá. Quá xả anh em ơi, hành nữa anh em ơi, hành ba anh em ơi, không được hành gì nha, cũng được đi, có dính là có động lực anh em ơi, mới xuống đầu vụ mà đi. Rồi để mình nói mấy anh em rút cái bẫy này theo luôn, để chút xíu mình đi kiếm chỗ trống trống mình bắt con gái rồi mình quay cho lại mình đặt nha. Mình có nhìn đèn cái này nha cả nhà. À. Đó chỗ này ta. Ngày quá. Đây. Cái bẫy này ngon dữ lắm rồi, tin tưởng lắm rồi. Trời ơi tin tưởng. Trời. Má ơi con chuột còn sống không trời. Tại sao như vậy? Chỗ này ngon quá ngon mà. À. Ngon quá trời ngon luôn, đặt không vô luôn. Tin tưởng cái này lắm cả nhà.
hàng là chuyến sau nha. Lúa đất này chuẩn bị ra thả cho nghe nè, xuống bẫy là đúng 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 thời điểm luôn nghe này. Cái bẫy tiếp theo mình đây nó nghe nè. Khui te luôn. Rồi, em chuột còn sống luôn. Em chuột còn sống sống đây nè. Đó. Alo em chuột. Rồi, để anh phát lương cho em nha. Mình có đèn trái nha cái nhà. Tại bên đó mình phải đi vô bên đó mình không dám quay nha. Đi vô sát bên nha. Cái nhà công cảm nha. Trời ơi, nghe te gì. Nói gì không trời. Đục. Còn anh em ơi. Tháng 3 nha. Cái đục má còn chuột luôn ghê chứ. Dạ dạ, chuột chạy ra. Đi còn chuột anh em ơi, lại luôn. Nó chuột ra lưng tăng, trung tăng đóng ra. Lại luôn anh em ơi. Đến đường tháng 3, lên con chuột. Rồi, để mình nấp mấy ngày mình đi ra ngoài, mình dựng chân quay, mình bắt gắn nha anh em. Dựng chân quay lên rồi để mình bắt gắn nha cả nhà. Bốn em bắt ra cái. Sáu cái này cả nhà, sáu cái này là hết 20 cái nha. Trời ơi thôi rồi luôn rồi, xong luôn cả nhà ơi, bỏ tôi lưới ở trong xe rồi. Rồi vậy mình để mình bắt mình dồn lại cái này cả nhà, mình lấy bẫy rồi mình đặt lại nha. Dồn lại cái đi rồi mình lấy bẫy rồi mình đặt lại chứ mình đâu có bẫy đâu mình đặt. Xong con thì chứ dồn vô 4 con luôn, chúng dữ vậy, 4 con luôn ạ. Lâu quá thì lận đận quá nhà ơi, bỏ thời gian lâu quá hay lận đận cả nhà cũng cảm nha. Vô đây đi 4 cái luôn, 4 con luôn. Vô đây đi em ơi. Thì bỏ cái lắm để gì đâu ta. Em luôn. Chân em ơi, ba con này. Có dính là mình nè. Quá chở ra nữa, quá chở ra nó muốn đi vô nữa chứ. Đi. Rồi, để mình nấp máy nha cả nhà. Hôm lại nha. Mình đặt 2 cái dính gắn nãy nha cả nhà. 3 cái chứ.
Có đang cái này cái này. Còn cái khu mới, khu này khu cuối cùng nha cái này. Khu này còn có 6 cái nữa cái này. Đâu rồi? Dạ, có phần rồi nha. 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 Đây là mấy cây hành nữa cả nhà ơi. Nè. Hành nữa nha. Rồi, để mình ở máy nha cả nhà. Chút xíu qua đó mình bắt rồi mình bỏ vô túi lưới luôn rồi mình quay lên mình đặt cả nhà ơi. Không có bẫy phụ. Như này cái cả nhà. Chú đó ông khâm lũ, ông bằng vùng ngoài đó mình không dám nói lớn nha. Cả nhà không cảnh nha. Rồi, con chuột nó ngấm rồi cả nhà. Chuột nó ngấm rồi. Rồi, đây mình ốp máy nha. Đây cái đây cả nhà. Tại ngay nhà ta mình không có dám nấu lớn cả nhà. Đó, sát bên đây nè. Mình không có dám nấu lớn nha. Đó nha, sát bên. À, sao nhà tay nhà quẻo vậy. Cái nhà, anh nằm cái đuôi cả nhà ơi. Con gì đây? Vô nữa cả nhà, không hành nữa nha, hành ba không, rồi để mình qua bên đó mình dựng chân quay mình bắt luôn nha cả nhà, rồi để mình dựng chân quay lên bắt mấy gắn này ra, là lấy lợp cả nhà đem, này muốn bỏ nó về trên xe, nổi không, mình mới dọn con kia là mình đặt lại luôn rồi, lấy con kia cái kia nó xa quá mình dọn vô luôn anh em, cái con này trước đi, cái này nè mình dọn vô nãy hai con nữa nè. Để nó mình đặt cái kia nó xa quá, cái này nó gần thì lúc trước mình quay trở lại mình đặt nha. Sáng đêm đeo theo con cái bẫy phụ một, cũng không có dính. Mới cái đêm nay nó mới có 5 đêm mà, mới 4 đêm mà nó dính gì. Quá trời. Quá cái này. Quý này sao mà ba không cả nhà ơi. Vô em. Đây nghe anh em ơi. Hai em. Cái này mình chọn 4 em vô luôn nè. Ba không anh em ơi, bữa nay sáng nay bữa nay đi thăm 20 cái này, ba cái nữa nha anh em, ba cái nữa hết rồi. Một em, hai em, rồi, con này được nhì anh em ơi, con này vừa vô nhì nha. Nữa. Nhỏ không anh em ơi, gắn ba không à. Có dính cũng được anh em ơi. Hai em nữa, sáu em nha anh em. Được, 17 cái sáu em mà thấy cũng được rồi đó. Có chạy anh em ơi. Để mình ở máy nha anh em, ở máy rồi để mình xử lý mấy cái bẫy này mình đi đặt lại nha. Rồi mình thăm ba cái nữa không có dính cả nhà ơi. Bữa nay mình được nhiêu cả nhà ơi, nói chung cũng được cả nhà ơi, thăm bẫy đầu tiên mà dùng bẫy đầu tiên mình xuống nha, đầu xuống đầu vụ nha, cũng được 20 cái. Giờ này cũng 9:30 rồi, sáng đi 7 giờ mấy, giờ này 9:30.
Mệt cũng xỉu, ngày nay nắng quá nắng. Hôm nay thời tiết mưa, không có mưa vậy cho nhà này. Lộn le lử luôn. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nha cả nhà, tại vì thời gian có hạn nha. Cả nhà xem và ủng hộ cho Trường Mập nha, để Trường Mập có động lực làm video, những video khác nha cả nhà. Hẹn cả nhà lại video sau nha cả nhà. Bye bye.